bấm TV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một bông hoa bằng giấy vệ sinh. Và để làm một bông hoa như này thì mình sẽ cần một số nguyên liệu chính như sau. Đó là giấy vệ sinh, một chút giấy nhún, kẽm cành và kẽm nhỏ, kéo, keo sáp và một số nguyên liệu khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Làm phần cánh hoa thì mình sẽ dùng hai dải giấy, mỗi dải dài khoảng 50cm. Mình sẽ gấp hai dải giấy này lại để tạo thành hình cánh hoa. Mình sẽ cắt phần cánh này. Và mình sẽ cắt bớt phần giấy vệ sinh này đi, mình để lại 7cm. Sau đó mình sẽ cắt phần cánh hoa. Và mình sẽ dùng kéo răng cưa để cắt tạo thành viền cho cánh hoa. Mình sẽ giấu phần giấy vệ sinh này ra. Sau khi giấu ra thì mình sẽ zoom chúng lại để mình tạo phần viền cho cánh. Mình giấu ra xong mình mới zoom lại như thế này để khi mình tạo phần viền cho cánh hoa sẽ không bị rách. Và bây giờ mình sẽ tạo phần viền cho cánh hoa. Để tạo phần viền thì mình sẽ dùng một chút giấy nhún màu đỏ như này và mình sẽ phết chút nước vào đây để mình tạo phần viền cho cánh hoa. Sau khi tạo phần viền cho cánh hoa xong thì mình sẽ bắt đầu quấn cánh hoa vào kẽm cành. Mình sẽ quấn phần cánh hoa này vào đây. Và trong khi vừa quấn mình sẽ run nhẹ để tạo độ mềm mại cho cánh hoa. Mình sẽ để lại một chút giấy để lát nữa làm phần nhị hoa. Sau khi đã dùng xong phần cánh hoa, mình sẽ dùng chỉ để cố định phần cánh hoa này lại. Và bây giờ mình sẽ làm đến phần đài hoa. Thì mình sẽ dùng một dải giấy như này. Mình sẽ gắn phần đài hoa vào. Tiếp đến là mình sẽ làm cái phần đài nhỏ ở bên dưới. Gắn phần đài nhỏ ở đây. Tiếp theo mình sẽ làm đến phần lá. Phần lá thì mình đã gắn sẵn bằng thứ hai mặt vào cái phần giấy nhún màu xanh như thế này. Và mình sẽ sử dụng kẽm cành một. Mình sẽ cắt đoạn dài 2,5cm và 4cm để làm phần lá nhỏ và phần lá to. Mình đã tạo được những phần lá như này và mình sẽ gắn lá vào thân. Và tiếp theo mình sẽ làm đến phần nụ hoa. Nụ hoa thì mình sẽ dùng phần giấy. Ban đầu mình cắt đến như thế này để mình làm phần nụ. Và mình sẽ dùng phần giấy vệ sinh thừa mình cắt ra, mình quấn vào bên trong đây, tạo phần đài nụ. Và mình sẽ gắn phần cánh hoa vào đây.
Mình cũng sẽ dùng chỉ để cố định phần cái này nè. Mình sẽ cắt bớt phần dưới bên dưới này đi. Tiếp đến mình cũng sẽ làm đến phần đài hoa. Đài hoa thì mình sẽ dùng phần giấy những màu xanh này cắt tạo đài hoa. Quên, mình để con. Mình sẽ cắt bớt đi. Mình sẽ gắn phần đài hoa vào đây. Tiếp theo mình sẽ làm phần đài dưới. Phần dưới này mình cũng sẽ cắt tương tự giống như phần đài trên. Mình cũng sẽ gắn phần đài hoa vào đây. Tiếp đến thì mình cũng sẽ gắn phần lá đã chuẩn bị trước đó vào. Mình sẽ dùng kéo sát. Mình sẽ gắn phần lá đến trên. Sau đó mình cũng sẽ gắn tiếp phần lá to. Mình đã làm xong phần bộ hoa. Và bây giờ mình sẽ gắn phần bộ hoa này vào phần bông hoa to này. Mình cũng sẽ gắn phần lá. Mình cũng đã tạo được một bông hoa như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhé.